bà sẵn đi vô chơi, vô quay nhà thờ hay nhà thờ đẹp mà. Vô là phải dâng bông, không vô không dâng là không được. Mà dâng bông là phải mua bông, đúng không? Quan trọng là chỗ đó đó. Rồi, ai, anh chị các bạn nào mua nước mía thì đó đi chơi nha. Đúng rồi, ủng hộ xe nước mía của em Hạnh nè. Em Hạnh và em Hạnh. Em Hạnh và Phương nha. Rồi, đừng có đi lên của bạn. À với mẹ Hồng Hạnh. À mẹ Hồng Hạnh hả? Chúc gia đình mua ba con đất nha. Chúc mời chú nữa chứ. Tại mua con bé đầu 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 nhà thờ đó ủng hộ. Ừ, mình con uống 2 ly không hết. Mời chú 1 ly. Mình ra bờ sông. Sạc sát dấp luôn. Xin chào các anh chị và các bạn, để tiếp nối hành trình ngày hôm nay ở cái khu vực cầu Bình Lợi thì chúng ta sẽ đi một dọc theo tuyến đường từ này như là quốc lộ 50 phải. À, chúng ta đang có mặt ở đây là chợ Bình Triệu. Ô, quốc lộ 13, xin lỗi các chị các bạn. Quốc lộ 50 là ở Bình Chánh. À, chúng ta đang có mặt ở đây là chợ Bình Triệu thì theo dọc chợ này chúng ta sẽ đi qua cái nhà thờ Fatima. Đây có chị bán chè. Ở đây chúng ta thấy có cái tịnh xá Ngọc Triệu. Các anh chị các bạn có ai có kỷ niệm về khu này không á, cho em xin cái comment nha. Nay hành trình chúng ta lang thang tới tận Thủ Đức đó nha. Mình thấy bầu trời trong xanh rất là đẹp. Theo thẳng hướng này thì mình sẽ đi về Bình Phước luôn nè. Mình ngó chợ xíu rồi mình sẽ quay lại ở nhà thờ nha. Mình đang ở mặt ngoài của chợ. Tới đây mình sẽ qua đường bên tay trái nè. Thấy trời rất là nắng, bây giờ tầm 11 giờ hơn. Thấy những cái hẻm dân cư ở cái quốc lộ 13 này. Cái quốc lộ này thì rất là nắng và không có cây xanh. Nên mình nếu mà có anh chị bạn đi ra đây thì mình nên đi xe hơi taxi, chứ ngoài đây nếu mà buổi trưa mà chạy xe máy là điên luôn á. Bên kia là hàng hoa cảng xe máy Quang Phương. Theo hướng này thì chúng ta sẽ đi về cầu Bình Triệu. Cầu Bình Triệu đi qua bên bến xe miền Đông, quận Bình Thạnh. Rồi mình đi qua đường nha. Ở đây xe rất là tấp nập luôn. Ở đây họ chạy cũng nhanh nữa, nên mình qua đường phải cẩn thận nha. Wow, ghê quá. Này các anh chị bạn là ở xa đến Sài Gòn hoặc là ở nước ngoài về là thua luôn á mấy cảnh này. Mình đi qua rất là khó khăn. Nhưng mà quen rồi. Mình nhìn qua đường. Ở đây thì em quen rồi nên không vấn đề gì hết. Một số hình ảnh sẵn cho bà con mình cùng nhìn lại cái quốc lộ 13. Để đi về Bình Phước, còn hướng này mình sẽ đi về quận Bình Thạnh nè, bến xe miền Đông. Nay sẵn tiện một chuyến rong chơi buổi sáng chủ nhật thì đâu đó cũng gửi đến các anh chị và các bạn những cái hình ảnh Sài Gòn, vùng ven Sài Gòn nha. Cái nhà thờ này chắc có lẽ các anh chị các bạn nào cũng đã từng đến, và hôm nay sẵn dịp thì chúng ta cùng nhìn lại để ôn lại kỷ niệm xưa khi mà
ngày xưa chúng ta đã đi này rong chơi cùng anh Sunny nha, Sunny Đoàn. Chuyến rong chơi ngày chủ nhật. Ở đây có hãng xe hơi Mazda, cái showroom của Mazda. Đây có hẻm vô Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Cuối hẻm này thì là hẻm cùng rồi, đi ra bờ sông rồi. Đây chúng ta nhìn bên kia là cái ngôi chợ Bình Triệu, ở khu vực Bình Triệu này. Bình Triệu gắn liền với cầu Bình Triệu, chợ. Dạ. Dạ. Em không rành khu này nữa. Cho anh đi hướng này á, hướng này á, chứ đây là lên cầu rồi. Anh đi đây nè, đi đây quẹo lại. Có anh hỏi siêu thị Co-op Max Bình Triệu là ở đâu. Nhưng mà em mới đến khu này thôi nên không có rành ha, nên không có chỉ được. Đây chúng ta đi bộ tí nữa là mình sẽ đến nhà thờ. Hôm nay trời rất nắng, quay rất là đẹp luôn. Cây xanh. Ở đây là trường Đại học Luật. Những anh chạy xe ôm có cây dù để che mát. Đây chúng ta thấy đây là Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Những anh chị các bạn có ai từng học trường đại học này thì cho em xin cái comment nha. Hình ảnh của ngôi trường xưa của chúng ta. Trường này thì mới xây lại thôi. Hồi đó thì em học ngoài Thủ Đức nữa. Thủ Đức thì cái trường đó cũng bây giờ rất là xưa rồi nên cũng có những cái building mới mọc lên nè. Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Thì các anh chị các bạn nào có cái cùng cái trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thì cho em xin cái comment nha. Chúng ta cùng trường mà mình không biết. Ta nhìn bên kia là cầu ở chợ Bình Triệu nè. Chợ Bình Triệu thì cái nhà lồng chợ cũ. Khu này có nhiều bình lắm, Bình Triệu, Bình Lợi, Bình Thới. Thấy trước mắt là có ba cái bình. Đây là cái dù của các bác chạy xe ôm. Còn một cái bình đó là Bình Thạnh, quận Bình Thạnh. Chúng ta đang ở đây là cái hẻm để đi vô cái nhà thờ. Hẻm này đi vô nhà thờ nè. Khu phố 1. Ta nhìn bên kia thì có một cái dãy nhà làm cầm đồ và tiệm vàng. Cái đó là có cái bưu điện, bưu điện Vietnam Post. Rồi hành trình chúng ta sẽ đi vô nhà thờ nha. Khung cảnh ở đầu hẻm cũng vẫn như ngày xưa, nhưng mà buổi chiều thì sẽ đông hơn. Buổi chiều bà con mình đi lễ. Hoa đẹp quá nè. Tưởng tượng như chúng ta ngày nào chúng ta đi lễ ở đây, và bây giờ có dịp chúng ta quay trở lại thông qua màn ảnh nhỏ.
đây có cơm 20.000, cơm bình dân thôi. Có lẽ cái video này cũng sẽ hơi dài ha. Chúng ta đi xuất phát từ chợ Bình Triệu, rồi băng qua đường để đi đến nhà thờ. Thì hôm nào em có dịp sẽ đi vô chợ, chợ Bình Triệu để bà con của bác mình cùng tham quan nha. Lúc nãy chúng ta đi ở trên cây cầu cầu Bình Lợi, cầu Bình Lợi cách cách nhà thờ Fatima này khoảng 1 km. Trời rất là nắng. Ở nhà thờ này buổi chiều mát lắm và đẹp. Nghe cô chú anh chị chia sẻ thì nhà thờ này rất là linh, rất là thiêng, cầu gì được nấy. Nên nhân đây thì em cũng sẽ gửi lời cầu chúc cho các anh chị các bạn luôn vui khỏe và thành công trong cuộc sống. Đây chúng ta có con đường nhỏ, đường 15 để đi ra cái đường gầy xe lửa nè. Đây bán rau, chuối, hủ qua rừng, khổ qua rừng nữa. Từ đường quốc lộ 13, từ mặt đường chúng ta đi vô nhà thờ cũng khoảng vài trăm mét. Nếu các anh chị bạn có thể cũng có thể đi xe hơi vô đây luôn nè, hoặc là xe máy. Đây bán đồ thờ. Chỉ còn vài bước thôi, chúng ta sẽ lại. Anh Sunny đi phía trước. Tượng Đức Mẹ, tượng Đức Mẹ và hoa Thiên Chúa là tình yêu. Đây bán rất là nhiều tượng gỗ. Tượng thờ Đức Mẹ, Thánh Chúa Giêsu. Làm rất là công phu bắt mắt. Ở đây cũng có cái bãi gửi xe đạp. Ủa, xe đạp và xe máy cho các anh chị các bạn ở xa đi nữa nè. Ồ, bên kia có cái gốc cây rất là bự nè, đẹp luôn nè. Wow, nhìn cây bự quá.
nha, mua bay bán đắt nha. À, xin phép các anh chị bạn có điện thoại. À, có ông anh gọi. Hôm nay rảnh không? Mình lại gặp nhau. Quay người đẹp đẹp hơn. Tiện kêu quay che mặt. Hả? Mày để làm gì? Chơi nay rong chơi chuyến nhà thờ Fatima. Đó, ai bán nước mía nè? Em bán mấy ly? 2 ly đi. 2 ly hả? Thì. Sao em thấy em đi cùng mình mà uống 2 ly? Có ông anh nữa. Ông anh đi chung. Ly cho anh 2 ly nha. Thắc mắc nữa, mua số lượng cũng thắc mắc. 2 ly nước mía ở nhà thờ Fatima bán nước mía rẻ. Nước mía xô. Trứng muối. Trời xô chứ không phải là ly khổng lồ á. Vậy coi nhà thờ Fatima này ra xe nước mía nha. Coi cái xô nước mía bự cỡ nào. Ở ngoài thấy ly khổng lồ không mà nay có xô nữa. Ở đây cô bán hoa huệ nữa. Nay chủ nhật. Nay chủ nhật bà con đi lễ nên có bán bông. Ủa bông này ngày nào cô cũng bán hay sao con? Không có mua bông làm gì giờ? Tại không. À dân mẹ mua bông dân mẹ hả? Tại không có đạo, không có hiểu. Đạo mình mới mua để đó thôi, gắm lên cho mẹ thôi, là để ngay dưới chân mẹ. Mẹ ở đâu tên? Tại lần đầu đi vô đây. Đi sẵn đi vô chơi, vô quay nhà thờ hay nhà thờ đẹp nữa. Phải dân bông. Không vô không dân là không được. Mà dân bông là phải mua bông, đúng không? Quan trọng là chỗ đó đó. Không mà không quan trọng rẻ mắt mà. Nhiều. Mà không hiểu dân bông là ý nghĩa là sao? Thì ý là mình thích giống như bình Phật vậy thôi, thì mình đi đi. Thích thì mình dân giống như là mua nhang đèn cầy vậy đó. Không lên hình hoa đẹp kìa. Hoa này là hoa gì? Lê ơn. Cái kia là trắng. Trắng vàng. Này là hoa vàng. Làm ăn thuận lợi. Dạ. Làm lên hả bé? Cái chỗ làm sao? Để lấy tiền ra trả cái đã. Thì rồi, anh chị các bạn nào mua nước mía thì đó đi chơi nha. Đúng rồi. Ủng hộ xe nước mía của em Hạnh nè. Em Hạnh và em Hạnh. Em Hạnh và Phương nha. Rồi, đừng có đi lên cô bạn. Với mẹ Hồng Hạnh. Mẹ Hồng Hạnh hả? Chúc gia đình mua bay không đắt nha. Này chúng ta đi một vòng vô nhà thờ nhé. Các bác, các em rất là dễ thương. Thần Chúa phục sinh. Quay số này bao lâu rồi bác? Dạ, chút xíu nữa con quay ra, tại vì con không có tay cầm. Rồi xíu gần ủng hộ. Dạ. Chúng ta thấy toàn cảnh nhà thờ. Đây là mặt tiền nhà thờ. Ồ, 12 giờ rồi hả? Dữ. Mình nhìn cái mặt tiền nhà thờ tí xíu nha. Trước mặt tiền nhà thờ thì có các hàng quán bán đồ lưu niệm. Có bánh tráng nữa. Bánh cái bánh gì mà nhà thờ mỗi lần đi lễ hay mua là bánh gì đó, bánh lỗ. Ủa cái bánh mà có lỗ cái bánh gì bên ta? Bánh xếp.
bánh chiên đúng. Giống như bánh cái bánh tráng mà không nhớ tên. À, chúng ta một cặp dọc bờ sông nha. Đây là đồng hồ. Đồng hồ hình chúa. À, chúng ta ra cái tháp chuông. Chút mà chuông nữa chứ. Tại thấy mua con bé đầu ha. Đầu nhà thờ nó ủng hộ. Dạ. Ừ, mình con uống 2 ly không hết. Mời chú 1 ly. Dạ. À, chúng ta đi ra. Chỗ này là chỗ mà con cũng hay cầu nguyện. Ra bờ sông, sạt sát dấp luôn, không còn miếng đất luôn. Nhìn dòng sông trôi, lục bình trôi. Rất là thơ mộng ha. Bà con đang đi lễ. Đây như là đang cái chỗ làm lễ, cái chỗ làm lễ này hình như là đang xây lại nè. Đang làm lại, giờ đang tháo dỡ. Lúc trước em đi thì cái nhà này, cái chánh điện này thì không biết kêu là gì nữa, chánh thánh đường thánh lễ, chỗ làm lễ này đang xây. Rồi bà con mới đi lễ tạm ở bên đây. Thì bây giờ cái mặt tiền này xây lại xong rồi. Nên cái phần tạm mình tháo dỡ. Rồi chúng ta đi lên trên nha. Fatima Bình Triệu đặt viên đá ngày 13 tháng 11 2010 do Đức Hijuan Beta Phạm Minh Mẫn. À, bên kia không có chữ nữa nè. Cung hiến ngày 25 tháng 3 năm 2017 do Đức Mẹ TGM Paulo Bùi Văn Học Bùi Văn Đọc. Này chắc nhờ các anh chị và các bạn, cô chú anh chị comment để chúng ta chia sẻ nhiều hơn nha, tại vì cái này em không hiểu. À, bên đây em có Đức Mẹ bên đây nè. Nhưng bà con đang đi lễ. Cầu chúc cho bà con mình lúc nào cũng vui vẻ và thật nhiều sức khỏe.
này khúc sau của nhà thờ nè. Chúng ta nhìn ra quang cảnh nhà thờ phía trước. Nhìn bầu trời rất là trong xanh, rất là đẹp luôn. Và có ly nước mía của em nhỏ lúc nãy, rất là mát. Rồi, hành trình của chúng ta đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo nha. Một số hình ảnh về nhà thờ Fatima gửi đến bà con cô bác, những cô chú anh chị, những bạn ở xa, thì có dịp chúng ta nhìn lại. Và cũng không quên gửi lời chúc đến các anh chị các bạn lúc nào cũng vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Nhà thờ xây lại rất là đẹp. Bà con đang đi lễ và dâng hoa cho mẹ nè. Đây cũng là cái nhà tạm thôi. Rồi cái dãy nhà sau. Toàn bộ nhà thờ xây lại mới hết. Tạm biệt, xin chào và hẹn gặp lại.